quý vị sẽ cùng thưởng thức giai điệu của ca khúc tên là Guitar của đàn đội ba, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, để thấy rằng sự yêu đời, sự lạc quan của những người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc tên là Guitar của đàn đội ba do Tốt Nữ trình bày.